Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại anh em trong Cẩm Nang Tốc Chiến, nơi mang lại cho mọi người những hướng dẫn từ cơ bản đến chuyên sâu, hay đơn thuần chỉ là vài mẹo nhỏ nhưng hữu ích, hỗ trợ phần nào việc leo rank của anh em được suôn sẻ hơn. Và trong video hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cũng như phân tích vị tướng đi rừng vô cùng đặc biệt, được ra mắt cách đây không lâu, Nunu và Willum. Vậy cậu bé cưỡi người tuyết này có gì khác lạ so với đại đa số các tướng đi rừng hiện nay? Nunu và Willum có những ưu nhược điểm thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong vài phút sắp tới nhé! Mặc dù không thực sự quá nổi trội như vị tướng được ra mắt cùng thời điểm là Brand, thế nhưng Nunu và Willum vẫn đem đến một làn gió mới trong vai trò đi rừng. Nổi bật nhất vẫn là khả năng tranh chấp mục tiêu, có thể nói là hàng đầu trong số nhóm tướng đi rừng hiện nay. Bởi chỉ có Nunu mới có chiêu thức mang lại nhiều sát thương chuẩn lên các đơn vị quái rừng tốt đến như vậy. Khi sở hữu Nunu trong đội hình, bạn sẽ gần như có tới 2 phép bổ trợ trừng phạt trong cùng một thời điểm. Và nếu Nunu không quá thọt hay bị ép góc ra khỏi mục tiêu như Rồng hay Baron từ khoảng cách xa, thì chỉ cần một chút bình tĩnh, bạn hoàn toàn có thể tranh cướp tay đôi với tướng đi rừng đối phương một cách dễ dàng, dù trước đấy có phần thua thiệt. Một điểm mạnh nữa của Nunu đó chính là tính đa dạng trong lối chơi. Bạn có thể dùng một Nunu an toàn, chắc chắn với lối build đồ thuần tranh, đem lại hiệu ứng khống chế cho đội từ bộ kỹ năng và trụ đủ lâu để có thể làm tường cho các đơn vị chủ lực đứng sau xả sát thương. Hoặc cũng có thể trở thành một pháp sư dồn sát thương tương đối mạnh với bộ kỹ năng sát thương theo tỷ lệ sức mạnh phép thuật khá cao. Lối chơi này sẽ thường xuất hiện khi sử dụng Nunu ở khu vực đường đơn. Tuy nhiên trong thời lượng có hạn của video, hãy chỉ tập trung vào cách chơi Nunu thuần đỡ đòn ở vị trí đi rừng, bởi nó đang được tin dùng nhiều ở các bậc xếp hạng cao trong thời gian gần đây nhé. Với hai kỹ năng cơ bản có khả năng khống chế, giữ chân tốt là cầu tuyết trong truyền thuyết và pháo tuyết, viên ngọc chủ đạo của Nunu đỡ đòn không gì hơn ngoài lựa chọn dư chấn, bởi nó rất dễ kích hoạt với tướng này, đồng thời tăng thêm sức chống chịu và một chút sát thương diện rộng sau đấy. Suối nguồn sinh mệnh hay tăng tốc pha cũng là những lựa chọn không tồi cho cậu bé cưỡi người tuyết. Nhưng suối nguồn sẽ phù hợp nếu bạn đánh cặp người chơi ở đường sớm trong các tình huống 2v2. Còn tăng tốc pha nên dùng nếu bạn muốn bám đuổi các mục tiêu cơ động bằng pháo tuyết tốt hơn. Ở các nhánh phụ, yếu điểm sẽ phù hợp với một tướng hộ công có nhiều khống chế như Nunu. Trong khi vỏ bọc thích ứng, chống chịu có điều kiện hay giáp cốt đều là những viên ngọc phù hợp cho một Nunu đỡ đòn, tùy thuộc vào kèo đấu đi rừng cũng như đội hình đối thủ. Cuối cùng, thông thường với đại đa số các tướng đi rừng khác, ô điểm bậc thầy trí tuệ để tăng thêm sát thương lên quái rừng. Tuy nhiên, Nunu cũng có thể chọn ô thám tử để gia tăng khả năng đi ganh tốt hơn. Bởi dù sao, nuốt chửng cũng đã có lượng sát thương tương đối tốt rồi, phải không nào? Với lối chơi Nunu chống chịu, các trang bị thuần tranh sẽ là lựa chọn ổn áp nhất để bạn có thêm sức phòng ngự trước lượng sát thương từ đối phương. Khởi đầu với tàn tích 3 mi để tăng thêm khả năng dọn quái. Sau đó chúng ta có thể hướng đến một chiếc giày sớm để gia tăng độ cơ động, có thể là giày thủy ngân hoặc thép gai, tùy đội hình đối phương. Sau đó đẩy lên thú tượng thạch giáp để có thêm sức chống chịu tốt hơn. Bạn cũng có thể dùng vinh quang ma pháp hoặc bóng tối ma pháp nếu cần thêm khả năng tiếp cận hay khắc chế các mục tiêu tàng hình. Với các trang bị phòng thủ, giáp liệt sĩ là thứ không thể thiếu, giúp Nunu có thêm độ cơ động để lăn cầu tuyết cũng như sát thương khi đủ điểm cộng dồn. Hoàn thành khiên thái dương rồi bổ sung các trang bị tranh còn lại theo những gợi ý trên màn hình. Còn nếu anh em muốn đổi gió với một Nunu nhiều sát thương hơn, biến mình thành pháp sư chủ lực, thì sau đây là một vài trang bị tham khảo để bạn cân nhắc nhé. Được trời ban sẵn cho một cái trừng phạt miễn phí trong người, khả năng dọn quái rừng của Nunu có thể gọi là đỉnh của chóp. Hãy bắt đầu với bãi bùa đỏ, sau đó chuyển hướng vào bãi chim biển dị hoặc quái đá cổ đại, tùy thuộc vào việc bạn muốn tác động sớm vào đường cánh nào trước. Ngay từ cấp độ 2 đến 3 là cậu bé người tuyết đã có thể đi ganh được rồi, nên bạn đừng quá cố gắng bám vào việc ăn cỏ làm gì, bởi sự ảnh hưởng về sau của Nunu sẽ giảm dần theo thời gian. Lúc này, khi tranh chấp các mục tiêu đầu tiên như cua kỳ cục, thì bạn cần ghi nhớ trick tính sát thương kết hợp với trừng phạt của bản thân, bởi nuốt chửng và trừng phạt đều gây sát thương chuẩn lên các đơn vị quái vật. Đồng thời, việc lên trang bị sẽ không ảnh hưởng đến mốc sát thương cố định lên quái của nuốt chửng. Nên nếu chưa khó tìm hiểu, anh em sẽ có thể tính được chính xác sát thương của mình dồn lên mục tiêu là bao nhiêu. Sau đây là một số mốc đáng chú ý bạn cần ghi nhớ. Cấp 3. Lúc này thường là thời điểm bạn tấn công mục tiêu cua kỳ cục và nhiều khả năng là tranh chấp với đối phương. Trừng phạt ở cấp 3 gây 520 sát thương chuẩn. Chiêu 1 nuốt chửng có thể đang ở cấp 1 nếu bạn nâng đều 3 chiêu, hoặc là cấp 2 nếu bạn nâng chiêu 1 2 cấp. Vậy ta sẽ có tổng sát thương lên quái là 520 cộng 350 bằng 870 sát thương chuẩn
nếu nâng nuốt chừng 1 điểm, hoặc 520 cộng 560 bằng 1080 sát thương chuẩn nếu nâng nuốt chừng 2 điểm. Cấp 6. Thời điểm xuất hiện rồng hoặc sứ giả đầu tiên, lúc này bạn sẽ có 640 sát thương chuẩn từ trừng phạt và nuốt chừng đạt cấp 3. Như vậy, tổng sát thương lên quái lúc này của chúng ta là 640 cộng 770 là 1410 sát thương chuẩn. Từ cấp 7 trở đi, lúc này nuốt chừng sẽ đạt cấp độ tối đa là 4 với 980 sát thương chuẩn. Bạn chỉ cần ghi nhớ mốc sát thương của trừng phạt ở mỗi cấp, sau đó cộng với con số trên để ra lượng sát thương tổng nhé. Ngoài ra cần lưu ý thêm, nếu các bạn dùng ô điểm phụ, bậc thầy trí tuệ với tác dụng tăng thêm 10% sát thương lên quái khủng, thì khi tấn công các mục tiêu như rồng, sứ giả, Baron, kỹ năng nuốt chửng sẽ mặc định cộng thêm 10% sát thương chuẩn tính từ sát thương gốc của nó. Ví dụ với ô điểm này, nuốt chửng ở cấp tối đa sẽ không còn gây 980 sát thương nữa, mà sẽ là cộng thêm 10%, tức là 1078 sát thương chuẩn lên quái khủng. Wow, một con số mà bất kỳ tướng đi rừng nào cũng mơ ước phải không? Nhưng mà nhớ là 10% cộng thêm này không áp dụng lên phép bổ trợ trừng phạt đâu đó nha. Về khoản giao tranh, cách tiếp cận combat của Nunu cũng không khác biệt nhiều so với đại đa số các tướng đỡ đòn khác. Tuy nhiên, với câu tuyết trong truyền thuyết, Nunu được ưu ái hơn khi sở hữu công cụ mở giao tranh có thể được kích hoạt từ xa. Bạn có thể lăn cầu tuyết từ một đoạn khá dài trước đó để tăng kích thước quả cầu, từ đó có thể làm choáng kẻ địch tốt hơn. Ngoài ra, anh em cũng có thể thả cầu tuyết và nó sẽ tự động lăn thêm một quãng đường nhỏ nữa nếu cảm giác việc lao vào quá sâu trở nên nguy hiểm cho bản thân. Sau khi tiếp cận thành công, hãy bồi thêm pháo tuyết vào đối thủ và giữ chân chúng cho đồng đội cũng như sát thương từ dư chấn của bạn được kích hoạt. Nuốt chửng chỉ nên dùng trong các tình huống dồn sát thương hoặc là hồi máu thêm. Bởi nếu xài một cách phung phí trong giao tranh thì sẽ có những lúc bạn cần để dứt điểm rồng hoặc Baron nhưng lại chỉ có mỗi trừng phạt để tranh chấp với đối phương mà thôi. Ngoài ra, sau khi bị giữ chân bởi cầu tuyết hoặc pháo tuyết, anh em có thể ngay lập tức dùng chiêu cuối tuyệt đỉnh băng giá để gia cố thêm thời gian làm chậm lẫn sát thương. Bạn cũng nên cân nhắc các kỹ năng khống chế của đối thủ đã tung ra chưa, nhằm hạn chế bớt các tình huống bị ngắt sát thương từ chiêu cuối một cách quá sớm. Là một tướng đi rừng thiên hướng kiểm soát và có thể ganh từ sớm, Nunu và Willam khá phù hợp để có thể triển khai đội hình cùng nhiều lineup khác nhau. Tuy nhiên, tốt nhất là nên có những hard carry cần tốc đánh lớn trong đội hình như Jax, Jinx, Tristana. Có như vậy, nội tại tăng tốc đánh của Nunu mới có thể phát huy hiệu quả. Ở chiều hướng thiên địch, Nunu không mạnh khi đối đầu tay đôi. Thế nên một vài cái tên đi rừng có xu hướng ăn thịt, dồn sát thương đơn mục tiêu mạnh như Lee Sin, Khazik, Rengar có thể khiến Nunu gặp vài khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu hay là giữa ván đấu. Vừa rồi là một số những hướng dẫn, gợi ý giúp bạn làm chủ Nunu và Willam, vị tướng đi rừng đang thổi một làn gió mới lên meta trên vùng đất Runeterra hiện nay. Với những đặc thù riêng biệt của bản thân, chắc chắn những đội hình mới, những lineup xoay quanh Nunu sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Ý kiến của bạn thế nào? Nunu và Willam có hiệu quả hay không? Và theo bạn, Nunu phép hay Nunu tank sẽ mạnh hơn? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Và đừng quên like, share video nếu nó hữu ích nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.